Chi Bảo tặng sinh nhật vợ hai xế hộp hạng sang. Diễn viên Chi Bảo khiến bà xã Lý Thùy Trang hạnh phúc ngất ngây khi cùng lúc tặng hai xế hộp hạng sang, nhân dịp sinh nhật lần thứ 36 của vợ. Vợ chồng Chi Bảo, Lý Thùy Trang có mặt ở một showroom ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 5 tháng 6. Chi Bảo cho biết nhân dịp bà xã sang tuổi mới, anh đặt mua tặng vợ hai chiếc xe hơi phiên bản giới hạn. Lý Thùy Trang sung sướng khi mở lớp vải trùm xe, ngắm chiếc xế hộp màu vàng cô đặc biệt yêu thích. Thấy tôi bầu ngày một lớn, vài tháng trước anh Bảo đặt mua một chiếc xe hơi rộng rãi, nội thất tiện nghi để vợ thoải mái di chuyển và cả nhà sử dụng khi có thành viên mới. Sau đó, tôi tình cờ thấy chiếc xe mui trần nhỏ gọn màu vàng và rất mê mẫu xe này. Đã lỡ đặt chiếc kia rồi nên cuối cùng anh Bảo quyết định mua cả hai xe. Xe màu vàng chúng tôi dự định thỉnh thoảng hai vợ chồng chở nhau đi dạo, hóng mát, hâm nóng tình cảm, Lý Thùy Trang nói. Chi Bảo và vợ bầu tình tứ hôn môi ở lễ nhận xe. Lý Thùy Trang tiết lộ ông xã tâm lý, luôn cưng chiều cô. Nhờ thế, hôn nhân của họ rất êm đềm, hạnh phúc. Lý Thùy Trang ngồi thử vào ghế lái chiếc xe mui trần, kiểu dáng thể thao. Bé Gia Khang đi nhận xe mới cùng bố mẹ. Nhóc tì được nhiều người khen càng lớn càng tháo kỉnh. Đáng yêu. Lý Thùy Trang cho biết con trai cô được dạy dỗ nề nếp từ nhỏ nên rất ngoan ngoãn, lễ phép, sớm tỏ ra thông minh, sáng dạ. Sau khi giải nghệ diễn xuất, Chi Bảo tập trung kinh doanh và vung vén tổ ấm với vợ CEO. Bên cạnh đó, diễn viên còn dành thời gian điều hành quỹ từ thiện Hiểu Về Trái Tim, giúp đỡ các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Vợ chồng Chi Bảo đang hồi hộp chờ đón thành viên mới. Họ hy vọng sinh được một bé gái để gia đình có đủ nếp và tẻ. Lý Thùy Trang bên hai món quà tiền tỷ ông xã vừa tặng. Nữ doanh nhân được nhiều người khen vẫn xinh đẹp, tràn đầy năng lượng khi mang thai. Lý Thùy Trang nói cô tăng cân nhanh nhưng may mắn không bị sồ sề, xuống sắc. Vợ Chi Bảo tiết lộ nhờ kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh dịch vụ làm đẹp, cô biết cách chăm chút dung nhan, cả khi bầu bí. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.